Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia chuyện này góp vì khoa lên xin các bạn đi tham gia giá hôm nay. Một clip phần mô tả như video mình mở ra món start chatbot này mà mình sẽ nhận được 2500 token có cái hiệu là GVL, một token GVL là 0.004. Từ đây có bấm cho này góp nghe bạn. Rồi website con chắc của nó thì các bạn cập nhật vào nghe bạn. Token này sẽ đích sang bằng Kake Swap chạy trên 8 BNB Smart Chain, khá là ngon đó các bạn. Bạn cho anh nhiệm vụ đầu tiên của anh cho nhà nhóm chat nè bạn. Tiếp tục thì các bạn bắt đáp lại kênh Chiller thì bạn follow nha các bạn, rồi bạn cũng bắt đáp lại luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet sẽ bình bot nha bạn. Nhấn vào đây follow. Rồi thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn retweet bot nè bạn, like và pinbot bài viết đã hia nè. Rồi các bạn nhấp vào fan nha các bạn. Xuống đây thì các bạn like bài viết đó nè. Các bạn tweet đó nè. Rồi tiếp tục còn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm vào một ô vuông nha bạn. Bấm vào nút submit tên, tiếp tục bấm done. Tiếp tục bạn gửi đường link profile từ Twitter của mình các bạn, thì các bạn mở từ Twitter mình ra, các bạn lấy đường link profile từ Twitter. Rồi các bạn copy từ Twitter của mình xong các bạn gửi cho bot nè bạn. Đấy. Mình đã nhấp tạo lòng rồi các bạn. Rồi các bạn gửi từ Twitter mình các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain, thì các bạn copy địa chỉ ETH hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Wallet nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Bet 20. Tiếp tục hỏi có John kênh Chiller không, các bạn nhập vào kiểm tra có John không ạ. John rồi thì các bạn mới đáp lại nè. Một bấm Don nha bạn. Tiếp tục bấm Set nha bạn. Tiếp tục bấm Substitute. Ok, như vậy tài khoản của mình này các bạn. Vậy tôi cần ở xuống phối sao các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.